là điều cho xong rồi anh sang vào lúc mình làm thử. Hai con ấy nha. Con một. Tối không? Được chứ. Rồi được. Hai con ấy nha. Con một rồi. Kèo. Phải đỡ kèo mới được. Chói được không con? Gì tép á. Không có. Răng nó về nó dẻo nhẹo sao chói. Xé cái dây bao rồi, xé cắt cái bao rồi. Gì tép á. Đi xi măng cũng được nữa. Tại hai lấy hai con dây xi măng lại đi. Crabs here. Gonna make some cua răng mè. Yeah, cua răng mè. One second. Yeah, a little bit of garlic. Yeah. 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 Check it out, girl. It's gonna be our little base right here. Kind of get right. Damn. All right, now we're gonna put our crab in there, y'all. Check it out. Yeah. What's the sauce? That might be the sauce. It's just the water. Yeah. All right, right, y'all. School right, man. Crab and tamarind sauce. Damn. All right. A little bit, and we're gonna go in that tamarind sauce. And then some spicy peppers. Damn, y'all, this shit is starting to smell real good. You see that? Starting to cook up. All right. Without sauce? Without sauce. Yeah. Wow. Now we're about to throw in this right here. This tamarind. Is tamarind, y'all. That shit gonna be nice. Damn. Damn. Check it out, y'all. Crab and tamarind sauce. Damn. I'm about to lick this pot. Slurp it up. It looks damn, bottle of wine. Damn, think you want to pop some wine? Yeah, that'd be kind of cool. À, nó không có thương, không yêu con à. Rồi cái con chan cái nước lên. Rồi cái gì ngon nhỉ? Ôi ôi. Ô thiệt là béo ngậy à.
Look at that. Ui. Sao vui. Không có ăn nó tao còn nữa. Ba rồi, ba lần rồi. Ba lần rồi. Ba lần rồi kia, đừng nói nữa kia. Ba chứ không ăn thứ bốn. Thôi cái món này thôi, không quên món kia. Giờ, đó. Ăn kìa, ăn đi anh, ngồi ăn đi anh, đói bụng mà. The hot. I think my hands were touching the sauce. Put the sauce in. You want me to do my Mark Wayne face? Hello. Cái món này thôi, không quên món kia. Giờ, đó. Ăn kìa, ăn đi anh, ngồi ăn đi anh đâu. Đầu bếp này xuất xứ từ Campuchia qua. Cua chặn này chúng ta có thể bắt được cua trả giá 300 nghìn đồng một ký. Cua cái dạch son. Hãy cần liên hệ để là giá 250. Anh nhìn thử thế nè. Chỉ như phải lừa địch rồi. Tôi nhớ cái bự. Ủa anh để cho anh làm à. Anh tới không quên gì. Thì quay lại không quên mở ra coi. Nhớ rửa sạch nha. Không rửa sạch chắc là không có răng me mà. Cái là khâu một phần khâu quan trọng. Chúng ta cần phải lưu ý. Tốt nhất lấy bằng kẹ chả răng chả. Không nhận mấy nói chuyện là bây giờ nữ với không. Được mấy me em bự. Làm được lon á. Thờ rồi, chén rửa rồi. Trời ơi. Lấy bằng chả không? Chặt cua. Phải thử ăn giết chứ. Lấy dập. Cua gạch ngon vậy đi. 250 1kg. Rẻ nhờ. Cái này chỉ cần luộc lên thôi cũng ngon nha. Tính ra ba con này ngon hơn hai con nãy. Tại vì hai con nãy có con đực. Nó ít nó đập hơn hả? Ừ. Nãy chỉ được có một con cái là cái đập thôi. Mình lấy cua này khỏi cần phải lội gì. Đúng không? Này là có nhiều không? Hả? Giá nó không dài, nó không ăn chiếc liền vậy. Mà sạc liền cho ta. Hàng tỷ.
xong ấn tên Zalo, Facebook, còn YouTube. Làm gì em? Để làm gì? Nữa. Em hỏi cho cua xong rồi mình đổ này vô sao? Chứ mình làm luôn trong dưới thịt như vậy thì nó không có cái nào. Thì nói tóm lại là gạch cua là phần dạng hàng dễ vỡ đúng không? Lưu ý, hàng cua gạch chất lượng đảm bảo đảm 250k/kg. Này bé chừng 7-8 tháng ăn được đúng không? Thái độ phụn. Hello. Đang phòng nè, đang quay phim làm thịt cua. Đang làm nè. Tao mày gọi chung với ai? Phòng quá, đi xuống đường đi. Đang làm mồi nè. Mồi bánh mồi gì? Rồi vừa nhậu xào luôn. Giờ mới đang quay phim làm cua mà. Để up YouTube đi. Chắc phải nửa tiếng nữa mới xong. Chưa chắc. Không phải qua bên chỗ nhà Ngọc Hà. Cái đường cũng gần đây. Nói chung là đường dọc này nè, là đường dọc của nhà ổng rồi, dọc đường nữa là dọc đường nữa tới đường nhà anh. Không, nhà anh rể. Kêu đang làm mực xào nhậu bển. Kêu mình qua, ổng có mình bển không? Đoạn vệ sinh gần như hoàn tất. Những ai đã biết phương thức này thì có thể lướt qua để xem phần sau nhé. Còn nếu có thiện chí xin có lời cảm ơn, xin đừng bỏ qua quảng cáo. Bao nhiêu tỷ mình mà. Tại răng me nên chặt nhiều, còn luộc thì khỏi cần phải chặt. Tao như đi me hả? Tôi còn chứ hết đi. Chắc cũng nhiều me hả? Tóc hộp. Khoảng 3-4 cách tỏi. Thích. Nó
gì mà mình thích. Ủa, giờ tới rửa chảo. Chẳng mà. Trời ơi, ai coi này của nó mình dẫn nó này nha. Cho khô chảo đây. À, đúng rồi, anh phải xuống quán lấy giấy tờ xe vậy chứ. Không lấy số đường hả? Sao không lấy số nó? Ghê quá. Dạ, dạ. Làm gì vậy? Nó mẹ xếp lại rồi hỏi là chi? À, xào tỏi hả? Phi tỏi hả? Thơm chưa? Dạ. Có nè, chuẩn bị lên chảo nhé. Giờ mình xào, xào cua trước hả? Trong thời gian chờ đợi ta dầm mang tách hộp này để ra rút hộp cái mẹ tách hộp ra. Thời gian khá lâu vậy nên để lửa nhỏ thôi nhé, không cho khét con cua. Cô bắt đầu đỏ rồi. Trời ơi, cái này làm được cái mấy thùng chứ dễ mà. Một đoạn AD nhé. Cái đoạn tâm đang dễ quá. Mẹ ơi, có cháu nhà không? Quả cháu. Mình làm sao mình phải quả cháu? Mình có dễ mà. Mày kể qua chợ anh luôn chứ. Bá xem mày xuống quả cháu mấy đứa nó coi nha. Ai muốn được. Khoảng 2 muỗng được. À, nó chạy theo rước tao đi, cho nó cầm theo dĩa đựng theo cua nha mày. Ở bên nhà có chỗ nhà không? Có, ừ có thì cầm dĩa qua đây để đựng cua nè, mang về cho cháu ăn với. Xong rồi, chạy qua rước tao đi. Rồi xong rồi đó.
giờ đợi cho nó sệt lại hả? Mày cho bao nhiêu muỗng đường, bao nhiêu nước mắm? Thôi chắc nhìn thấy biết liền ha. Coi để ý thấy liền cười thấy nó. Nó già, nó dai, nó dở, nó hoài. Không cần phải nói nhập. Vừa chưa? Còn chua luôn. Thêm một muỗng. Muỗng là muỗng gì? Thêm muỗng canh.